Hôm qua, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 19 với chủ đề Suối Tiên Farm Festival. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đến dự. Diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến 31 tháng 8 tại khu du lịch Suối Tiên. Xuyên suốt lễ hội là chợ trái cây đặc sản hội tụ các thương hiệu trái cây đặc sản nổi tiếng vùng Nam Bộ. Bên cạnh đó, những bộ sưu tập trái cây khổng lồ với nhiều loại trái cây được sưu tầm từ nhiều vùng miền. Bộ sưu tập trái cây cao cấp độc lạ quý hiếm có nguồn gốc từ các nước trên thế giới, được trồng tại nông trại Suối Tiên Farm rộng 5 hectare. Hội thi trái ngon an toàn Nam Bộ lần thứ 12. Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây sẽ mang đến nhiều điểm nhấn cho lễ hội. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên có sự tham gia của Hội hữu nghị Việt Nam ASEAN, Việt Nam Ấn Độ, Việt Nam Indonesia, Việt Nam Campuchia, cùng những chương trình nghệ thuật đặc sắc. Lễ hội là sự kiện văn hóa du lịch diễn ra thường niên nhằm giới thiệu nét đặc sắc phong phú các chủng loại trái cây vùng miền trong cả nước.